theo dõi ngay channel Bác sĩ Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu Bác sĩ Esports. Bây giờ thì họ chỉ còn đó là hai thành viên nữa thôi, nhưng đã lộ vị trí xúc kim gì của team Sony cũng đã phải nắm xuống bởi Ibiza bên phía team Liquid rồi. Bây giờ thì lúc này ai đẩy lên trắng quá, từ Omo tài trợ được cho những tình huống vừa rồi, chúng ta có thể rằng thêm cả flash được ra rằng lúc này ai bây giờ phải đối đầu với Foreman. Và bây giờ thì anh chàng này cũng đã phải nắm xuống bởi đó là Xlo Boliang, đâu đó trên bản đồ có thêm của mạng của TSM rồi, và tiếp tục là những tình huống nhấn nhá cực kỳ hay đến từ Foreman. Một tiếng knock out nhanh và bây giờ thì sẽ là confirm luôn đến từ Nai rồi, nhưng Nai cũng chỉ còn lại một mình nha. Bên kia thì Xlu đang muốn tìm cách báo thù và bây giờ thì quả nết trào ra phải là chính xác hay không đây. Có vẻ như là quả nết nó là chính xác rồi, Nai có lại đúng một tiết thôi và một hit bắn sau đó đến từ vị trí Stinger là đủ để lấy mạng anh chàng này. Ôi đau quá, nhưng không sao, có người đợi sẵn đây để cứu thương rồi, vẫn sẽ cứu được Stinger thôi, còn hơn là cố gắng chơi cố ở trên kia và đi. Vâng, sốc độ cao. Thì hiện tại thì em nhìn vào đó hơi giật mình một chút. Osir vẫn có thể cứu lại được nhau. Và Wookie Wookie cũng đã có được mạng của EJ bên phía team Africa Vic rồi. Và Fed Clan vất vây có được mạng của Besto và Hansia. Đổi mạng cực kỳ nhanh cho những người đồng đội mình. Đây được cùng 2 round, vị trí của Relo hạ gục được thêm cả những thành viên bên phía team CSM. Và nào đó thì Africa Vic họ cũng được giải tỏa bớt cái áp lực nhờ các thành viên bên phía team Osir. Ôi nào, nhưng lại có thêm áp lực đến từ Relo rồi, thêm một đợt dã ra nữa và Akkad sẽ đi trong pha này thôi. Africvic cũng chỉ còn lại một người và trước đó TSM đã dựng lại trí top 13 rồi. Vòng bò này và để xem họ xử lý ra sao đây. Đối đầu họ chỉ là các thành viên bên phía team nào, vì cũng chỉ còn lại hai người đó là Senia và The Tap thôi. Làm thế nào cho cố thành viên của Tekken Round đẩy ra luôn, rất sức quan speed của có ngay mạng của The Tap thôi, nhưng lập tức bị bắn ngược trở vào. Tekken Round cũng phải cẩn thận nha, khi đang có chuyện phân xong họ kê từ xa nữa cơ, nhưng ít nhất đấy họ cũng bỏ được một kill đến từ vị trí của The Tap rồi. Vâng, TSG tận dụng cơ hội cực kỳ tốt và Senia vừa rồi một quả nết cực kỳ hay, và Mixi cũng đã có được mạng của thành viên BBB. Ui. Attack on the round. Họ là team gặp khó và Africa Rick thành viên cuối cùng Hansia đã phải đấm xuống vào top thứ 12 dành cho Africa Rick trong game đéo này. Vâng, rửa mắt anh em viewer và tiếp tục là vị trí của Mixi trả flash vào trong và bây giờ Senia choáng quá rồi. Đẩy vào trong và bây giờ thì đi học tôi vẫn như vậy thì Na'Vi họ chỉ mang về cho mình cái top thứ 11 thôi. Bắt cáp không nhiều... thật là đi này. Nào, có đi hay không đây? Trước đó thì Attack on Round mất thêm gem trong tay của Chim Phan Song rồi. Và bây giờ thì team Liquid qua đã bao khi mà cải bị dạo nhờ clip đi luôn. Và thậm chí cả MC cũng đi trong một đột nhạc, và đó là rất nhiều điểm hạ gục dành cho Chim Phan Song Gaming. Top 10 dành team Liquid. Và bây giờ thì Attack on Round Jayor tự quyết định số phận của mình và cố gắng đẩy sang khu vực căn nhà của các thành viên bên MTSG rồi. Những muốn đóng cửa đã lộ bên phía bây giờ thì Jayor nhưng mà tốt nữa một thành viên đó là phải sụp xuống. Amcia là người có được mạng của thành viên cuối cùng bởi vì team Attack Around. Và bây giờ thì team Sonic chạy đi đâu đây, một thế gọng kìm rồi, họ bắt buộc phải công, họ bắt buộc phải vào trong khu vực của Furia vị trí của Necro. Ui, một mê trận bằng những quả smoke ở đây, đếm nhanh đã chắc phải có hơn 10 quả mất rồi. Bây giờ thì tinh của Tơn nằm xuống bởi Relo rồi, một pha thi đấu cực kỳ man nhãn. Chàng này đã là 3 kill dành cho cá nhân của Relo và thậm chí có thể kiếm thêm nha, nhưng mà giây phát trắng quá chỉ nhìn thấy một màu khói dày đặc, tôi không thấy cái gì khác cả. Rasmu bị đọc ra trong tiếng một giờ bởi tên bắt cáp rồi, và tiếp tục thì là bên phòng đối trợ bên Blue Zone. Relo bắt thêm một kill và không thơm ngay thì mạng của chàng này. Necro Queen được cố gắng ở đây nhưng đó là không được rồi. Thì Sonic mất đi hai người và chịu lại một đường hát Queen, còn Furia thì vẫn còn tới 3. Chính xác như vậy, khu vực 2 round Furia vẫn đang tận dụng rất là tốt khi mà làm khó được đội hình của tại vì Sonic và Os bất ngờ có thêm cho mình thêm rất nhiều điểm hạ gục tiếp theo. Và bây giờ thì Patcap có điều mà muốn trả đồ lên khu vực các thành viên bên Furia rồi. Như vậy team Sonic cũng không chính xác hơn, đó là cái tên trong một pha song game mình. Họ dừng lại vì thứ 6 trong game đéo này khi bị bắn về rất nhiều team, cả Fed Clan và cả các thành viên bên phía team Furia. Necro có jump shot hay không đây, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Furia bắt buộc phải có những điều mở cho mình một khoảng trống để di chuyển sâu khu safe zone. Còn với Huyền, thành viên cuối cùng của team Sonic sẽ là sinh tồn rồi, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, Genji đây thì Eric lên tiếng rồi, những Ether lại nằm lại cho cậu súng nêu qua Queener và Sonic thì sao? Hardwin của một mình thôi nhưng vẫn đang thiếu cực kỳ quật cường nha, khi đã có thêm một điểm bạo gục nữa đến từ vị trí kill demo rồi. Rasmu là người tiếp theo nằm xuống với Furia và đó là dấu chấm hết cho Furia luôn ở vị trí tốt nam, cho chỉ lại 4 team thì đấy thôi nha. Vậy cả còn 3, Genji còn 2, Ốt còn 2 và Sonic còn lại một mình đó chẳng Hardwin, nhưng bây giờ thì Hardwin rất cố gắng cũng chỉ kịp knock out đi cắt pass thôi trước khi nằm xuống bởi Relo. Và ngay sau đó thì Patcap cũng đã phải nằm xuống bởi Inonic rồi. Pio bị ảo gục bởi đó là phân phẩy. Và bây giờ thì Genji Onix vẫn quyết định bắn ra cửa với các thành viên bên phía team Fake Clan khi mà họ chỉ mang về cho mình cái top thứ 3 trong game đéo này thôi. 1v3 trong những tù cung mà không có cơ hội nào cả cho các thành viên bên phía team Genji khi Inonic thành viên cuối cùng thì lấy cái gì để chiến thống này. Vâng, đại diện đến từ EU chúng ta sẽ là team mà có cho mình cái top 1 ở trong trận đấu đầu tiên mở màn của vòng chung kết tuần lần này.